Gia đình ở huyện Trần Đề, Dương Tiến Việt Hưng lại là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Sóc Trăng. Từ ngày bước vào bậc trung học phổ thông, Hưng đã bắt đầu cuộc sống trọ học xa nhà. Những tháng ngày tự lập của cậu học trò này cũng bắt đầu. Chương trình học ở trường chiếm phần lớn quỹ thời gian trong ngày. Để chuẩn bị chu đáo bài vở cũng như đảm bảo những sinh hoạt cá nhân, mỗi ngày Hưng dậy từ 4 giờ sáng lo bữa ăn cho cả ngày rồi đến lớp. Những bữa cơm thường chỉ có một mình em, hôm nào cha lên thăm căn phòng trọ có thêm tiếng nói cười. Dương Tiến Việt Hưng đang theo học lớp 11A5, lớp chuyên sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai. Đạt thành tích tốt trong học tập, Hưng cũng là thành viên của ban cán sự lớp, luôn nhiệt tình năng nổ với các hoạt động phong trào, được thầy cô, bạn bè yêu quý. Mỗi bước tiến trên hành trình tri thức của cậu học trò này là một sự nỗ lực lớn để vượt qua những trở ngại từ hoàn cảnh hiện tại của gia đình. Em Vương Tiến Việt Hưng thì học ở lớp 11 A5 chuyên sinh thì em rất là cố gắng trong học tập. Về em học tập thì do hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, em bên đây em ở trọ, ở xa gia đình. Rồi cuộc sống của em thì em có tính tự lập cũng cao, tự học, tự có nghĩa là công việc của em hiện tại là em cũng làm ban cán sự lớp. Em cũng hoàn thành tốt trách nhiệm được giao. 8 tháng trước, mẹ của Việt Hưng gặp chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Giờ đây, từng bước chân đều hết sức khó khăn, sinh hoạt hàng ngày cần phải có người trợ giúp. Sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mẹ không thể tiếp tục nghề làm móng tay như trước. Cuộc mưu sinh dồn hết lên vai cha. Cha của Việt Hưng trước đây làm thợ chụp ảnh. Từ ngày gặp biến cố, cha cũng bỏ việc để chăm cho mẹ. Hiện tại, công việc hàng ngày là mua đi bán lại mớ trái cây vườn, ai cần thuê gì thì làm nấy. Mọi khoản chi tiêu trong nhà, tiền thuốc men cho mẹ, tiền trọ học của Hưng, học phí của em trai Hưng, tất cả dựa hết vào cha. Em thấy là anh với chị thì ở Trần Đề, mà Hưng thì đi học ở trên này thì ở trọ. Thời gian đầu thì chắc cũng con ở xa nhà thì cũng lo lắng anh hả? Bây giờ thì yên tâm phần nào chưa? Dạ nó cũng bây giờ nó tự lo, tự ăn, tự uống, nó chung cũng đỡ lắm rồi. Cũng bớt phần nào, rồi với lại em cũng không có thời gian nhiều để lo cho nó nữa. Lo cho mẹ nó trước nhất, cho mẹ nó khỏe rồi mới tính nó bây giờ lo cho nó ở đây được vậy cũng mừng rồi. Dạ. Bao lâu thì anh mới lên thăm Hưng lần? Khoảng một tuần, đem đồ ăn, đồ đem lên thăm con lần, tuần, hai tuần vậy đó. Dạ. Với lại chị hiện giờ thì cũng phải có người chăm sóc này kia ha. Em thấy là nhà thì thu nhập hiện giờ là có một mình anh lo hết mọi thứ. Thì cái thời điểm mà chị gặp tai nạn, gia đình mình cũng gặp biến cố thì lúc đó anh có từng nghĩ là sẽ cho Hưng nghỉ học không? Dạ, đôi khi cũng có cho tính cho nó nghỉ. Hay mẹ bệnh á, rồi mẹ nó không chịu, mẹ nó kêu thôi cố gắng cố gắng đi, mình cứ vượt qua từ từ thì cũng thành công, cố gắng cố gắng từng ngày vậy đó, rồi thấy Ngưng học cũng giỏi, rồi cũng gắng làm cái này làm cái nọ để có thu nhập đặng lo cho nó. Sao mà anh lại quyết tâm là mình sẽ cho con đi học? Tại vì thời buổi bây giờ cuộc sống thì cần phải có trí thức. Thấy Ngân nó cũng cố gắng, rồi tụi em cũng gắng kệ mình làm vất vả, mình cho con nó có cuộc sống tốt vậy sau này hơi đỡ. Người ta không thể chọn lấy một lối đi bằng phẳng cho cuộc đời mình, sẽ luôn có những điều bất ngờ xảy đến. Tùy vào cách nhìn của mỗi người mà sự bất ngờ ấy là trở ngại hay là thử thách, làm chùng bước hay là cơ hội để rèn luyện bản thân thêm vững vàng. Biến cố mà gia đình Việt Hưng gặp phải càng hun đúc thêm quyết tâm theo đuổi hành trình tri thức của em, chấp nhận đương đầu với khó khăn, kiên định với lựa chọn của mình. Đó là điều mà cậu học trò này đã chọn, đã tin. Hiện giờ thì Hưng đang ở vào cái năm lớp 11 và mình cũng còn một cái khoảng năm mấy nữa, mình học năm cuối cấp rồi. Và hiện giờ em đã có những cái dự tính gì cho cái bước đường sắp tới của mình chưa? Tương lai thì em chắc chắn em phải cố gắng học thiệt như là giỏi môn chuyên của em,
để em có thêm nhiều kiến thức để em để bước vào cái chặng đường đại học là em học y. Mình dự định là mình sẽ tiếp tục học đại học. Và cụ thể là em chọn ngành y thì có cái lý do gì khiến mà mình chọn cái ngành này? Từ khi nào là đã nghĩ về cái việc là sẽ học y? Từ cái mong muốn mà em học y á, là từ hồi em cấp 2. Tại vì em thấy một số người có hoàn cảnh khó khăn mà họ không có đủ kinh phí để họ đi bệnh viện. Nên là em muốn sử dụng cái nền kiến thức học y của em để em giúp đỡ. Khi mà em lựa chọn là mình sẽ tiếp tục cái việc học thì chị nghĩ một trong những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng khá nhiều tới cái quyết định, cái lựa chọn học tiếp của em đó là về cái điều kiện kinh tế gia đình. Nhưng mà hiện giờ mình cũng gặp nhiều cái khó khăn. Có bao giờ vào cái thời điểm mà gia đình mình gặp biến cố, lúc mà mẹ gặp tai nạn, và thời điểm đó có khi nào mà Hưng cũng dao động với cái chuyện học của mình không? Lúc đó thì em cũng có từng là bỏ ý định học y để đi làm phụ mẹ, để phụ ba, để nuôi mẹ. Thì em nghĩ là nếu mà mình có thể mình phụ được phần nào thì hay phần đó. Nhưng mà em đã có tâm sự với mẹ lại thì mẹ em nói là con đường học vấn thì nó sẽ là cái tương lai thành công của mình. Em không thể nào bỏ được, tại vì mẹ em đã khuyên rất là nhiều điều. Cái thời điểm mà em dự định là mình phải dừng là việc học để đi làm, để phụ cho ba, lo kinh tế gia đình và nuôi cho mẹ. Rồi cuối cùng thì mẹ cũng đã khuyên em là tiếp tục cái việc học. Nhưng mà bản thân em thời điểm đó thì em mong muốn cái điều gì hơn không? Một phần thì em cũng mong muốn là lo cho mẹ, một phần là em cũng không muốn bỏ dở việc học. Thì nếu mà theo lời khuyên của mẹ thì em sẽ cố gắng học tập để theo đuổi ước mơ của mình. Khi mà mình quyết định là mình sẽ tiếp tục cái việc học, mình không từ bỏ nó, thì đồng thời mình cũng phải đối diện với cái khó khăn về kinh tế. Vậy thì bản thân Hưng đã có những cái dự định như thế nào cho cái lựa chọn học tiếp này của mình? Em có dự tính là em sẽ đi làm thêm, để làm thêm ngoài giờ để em trang trải thêm cuộc sống ở trên đây. Thì nó cũng là một cái kinh phí tương đối nhỏ, thì em nghĩ là nó cũng sẽ đủ để em trang trải những cái công việc như là mua tập sách hay là ăn uống gì đó. Cái điều gì nó khiến cho em lại quyết tâm với cái chuyện học tới như vậy? Cái việc học đối với em thì cũng khá là quan trọng trong cuộc đời của em, tại vì em nghĩ là trong cái khoảng từ 12 năm học của em thì nếu mà không học thì sau này sẽ rất là cực khổ. Bây giờ em muốn thà chịu cực hơn một xíu để tương lai em sau này sẽ đỡ cực hơn. Rõ ràng là Hưng đã có cái mục tiêu cho mình. Mình biết là mình muốn gì, mình cần phải làm gì để đạt được cái điều đó, mặc dù là sẽ phải đương đầu với rất là nhiều cái khó khăn. Và hy vọng là trong thời gian tới thì Hưng cũng sẽ nỗ lực thật nhiều để không từ bỏ cái ước mơ của mình và sẽ đi đến cùng với ước mơ đó. Quý vị và các bạn, chương trình Tiếp bước đến trường kỳ này trao học bổng cho học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai. Sau đây thì xin mời đại diện nhà trường sẽ trao suất học bổng này ạ. Dạ, em mời thầy ạ. Trước tiên cho gửi lời cảm ơn đến Hội khuyến học tỉnh là đã hỗ trợ cái suất học bổng kịp thời cho em Hưng. Cái đến là chúc mừng em Hưng là coi như cũng đã nhận được cái suất học bổng là 10 triệu. Thầy hy vọng là em sử dụng cái suất học bổng này đúng vào mục đích, ý nghĩa là tiếp sức cho em đến trường. Dạ, em xin đầu tiên em xin cảm ơn Hội khuyến học tỉnh đã cho em cái bằng học bổng này, để mục đích của em là để tiếp bước em đến trường, cũng như là góp phần thêm cái phần học tập của em đến lớp. Dạ, em xin cảm ơn. Chương trình Tiếp bước đến trường kỳ này cũng xin khép lại tại đây. Xin gửi lời cảm ơn đến Hội khuyến học tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Sóc Trăng, Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai đã cùng với chúng tôi tiếp sức cho em Dương Tiến Việt Hưng để em có thể vững tin trên con đường học tập. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào 18:15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh STV1. Quý vị có thể xem lại trên trang web thst.vn. Chi tiết liên lạc xin mời gửi về chương trình Tiếp bước đến trường, Đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng, số 132 đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.